Wow, không khí rất là Halloween luôn anh em. Trời ơi anh em nhìn nè, đi đâu cũng thấy trái bí đỏ rồi, dễ thương, hotel. Wow, nguyên cái bàn tiệc luôn, rất là đẹp nha. Đứng lên đây được anh em, mà sáng quá. Tiệc tùng Halloween tới nơi rồi. Dạ ok anh em sẽ tạo phòng nhé. Nè, hotel nè, có trick or treat nè, mà đóng có cổng rip, đờ mai cũng có luôn. Rồi mình chơi hotel trước nha. Sao tốn nghe nhạc gì anh em, không khí hay ghê quá à. Ôi đồ hotel, ủa nó không có cổng rip mà sao tôi vẫn thấy rip đây vậy? À chắc là không có cổng rip bên kia thôi. Đi thôi anh em, đi thử coi có gì vui không. Hết hồn này, giống như The Batman quá à. Tôi có cục kẹo, nhạc hơi delay nha, rất là lắc quá. Kẹo chấm hỏi nè anh em, ăn được không? Trời ơi, mới vô mất máu. Silky smooth à, kẹo này là không vui nha. Này cái sàn mình như nó có khói anh em à, nè đó, khói mù mịt rồi đó. Mà may là ở dưới chân mình thôi. Ý, thêm cục nữa nè. Cục kẹo này có vẻ ngon, ăn thử xem. Ôi kẹo no sa à, choáng choáng kẹo gì ghê vậy. Này đang chạy dân xiếc mà đi kiểu này khác gì bị xỉn đó anh em. Không khí thế mà ghê luôn, khá là âm u. Ê, mở cái rương, tôi có một cái kẹo này à, cũng không biết tên mà khá là ngon. Cái gì ta à, thì tôi ít ăn kẹo tôi không biết tên nhưng mà quen lắm. Nào ăn thử xem. Good candy là được cái gì á, hình như được thêm một mạng hồi sinh hay sao á, không biết phải không. Nó để good candy. À, anh em nhìn nó trên góc phải nè, mình ăn được bao nhiêu loại kẹo là nó hiện trên đó đấy. Này phải nhớ anh em, mình phải nhớ kẹo gì mới được. Không thôi là ăn cái là đi luôn á. Rồi kẹo xanh lá, nothing, không có gì hết. Ồ, chết ghê vậy. Cái tủ đó anh em, cái phòng số 9 ghê quá. Hồi núp 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 như núp hồi sớm á. Khoan, sau khi tôi mở cái cửa này nó bình thường nữa rồi. Thôi để tôi kiểm tra sao dưới này có gì không, mà sao nãy nó đen lùi ghê quá. Không có gì anh em ơi, vậy chết lúc nãy là không có rush nha, hoàn toàn không có gì. Ý, có kẹo gì nữa hả anh em? Trời ơi, kẹo hình con xích. Ngồi ăn thử xem. Price inside. À, ngon. Có hẳn cái đánh giá luôn đấy vui. Tuyệt vời. Ăn kẹo này có cái đánh giá. Hay là nó sẽ cho một cái quà ngẫu nhiên anh em. Nè, kẹo này kẹo khác là sao nhiều kẹo vậy? Spy candy. Trời ơi, kẹo hết hạn mới đau. Nãy giờ tôi ăn 6 cục kẹo mà cục nào cũng khác nhau anh em. Thêm nữa nè. Quá trời quá đất. Gì đây? Cinnamon à, kẹo quế thôi, không có gì. Quá trời kẹo, tôi nghe đồ anh em nói tới cái hàng trăm cục luôn á. Ủa, khoan nha, anh em có thấy ngay dưới thanh máu của tôi không? Nó có cái mũi tên kìa. Ủa, mũi tên đó là mũi tên tua nhanh đúng không? Nó có ý nghĩa gì ta? Dạ. Nè. Ui ui, sao mình tới nhanh vậy anh? Trời ơi. May quá, tôi có cái hình giá. Quên 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 ở nó đâu rồi mày, anh em lo chớp chớp rồi nãy còn ai nó chớp với tôi quên không để ý luôn. Này nè, kẹo xiết là sẽ có quả bên trong à, cho được vitamin ngon, vậy là cho ngẫu nhiên anh em. Quà này quà ngẫu nhiên. Kẹo gì nữa nè, sô cô la mân money walk à, là được tiền. Mà được gì không biết. Cái tiền tiền tăng kìa. Được có mấy đồng à. Không phải, tức là tôi đi bộ rồi tiền của tôi sẽ tăng lên, nó đẹp danh néo. Dù ngon 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 tăng thôi, rồi nó tăng có giới hạn ngon. Ngon anh em. Nè 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 nè, vậy mình đi hoài luôn mà không đứng cha đã nhỉ. Thêm nữa nè, thêm cục nữa nè.
Thôi để dành đi ha. Ủa hết tăng rồi. Được có 205 đồng rồi anh em. Kẹo này kẹo gì vậy ta? Quên rồi, ăn thử em. À good candy. Đây nè, kẹo khác nè. Kẹo xoắn xoắn. Ây da, in the middle đồ mất nữa cây máu vậy. Kẹo này hơi ác. Đi lô tìm kẹo không tìm chìa khóa. Kẹo xanh lá. Thật sự là nhiều quá. Bây giờ tốn nhớ kẹo gì luôn. Kẹo màu xanh là mới nè. Kẹo ấy. À. Kẹo này xịt cái là nó. Xịt nhiều vậy. Ok. Một con thôi. Cái gì kẹo màu xanh nhá. Không có chơi nữa đâu. Hả? Kẹo màu xanh á anh em. Hồi máu không? Lại thêm một loại khác rồi. Guiden đó á. Kẹo hiện ánh sáng chỉ đường cái đình mai. Trời ơi, cái chỗ này đâu cần chỉ gì. Mất hồn. Cái này anh em phải có trí nhớ tốt. Tôi biết kẹo gì anh em. Kẹo nữa mà. Kẹo đỏ này không ăn đâu, thôi không ăn đâu. Tôi nhớ nó kẹo gì á. Nói chung là không tốt. Rồi, bỏ đi. Xanh lá nè. Xanh lá là gì ta? Spaghetti à. Cái nào mình ăn rồi nó có hiện tên. Rồi bỏ. Hay quá anh em. Chỉ có cái nào mới nó mới hiện chấm hỏi thôi. Thì đọc tên là nhớ rồi, không sao. Kẹo gấu anh em ơi. Kẹo gấu hả? À, giống kẹo dẻo Haribo lắm rồi tôi ăn thử. Lookman. Cái gì vậy? Lookman là con gì? Đừng nói là cái con trong Bách Đô. Nói cô xài đâu. Cái con lúc mình đó. Ôi ơi, mới anh em nào ăn được cái kẹo Gaiden. Ý cũng hay anh em. Ơi, vậy là nếu như những cái bạn khác chơi chung với mình nhặt được một cái kẹo mà nó gọi quá vật ra anh em mấy thực thể á, là mình dính chung luôn hả? Ui. Cái này được là được luôn mà mất là mất hết đó nha anh em. Tức là nó giống như là nãy nó kêu mấy con quỷ Shriek nha. Là nó cắn chung hết luôn đó. Nguy hiểm quá. Money what? À chỉ có anh em kia được cái hiệu ứng đó thôi. Đó giống như cái money đó anh em. Mình đi bộ mình có tiền á. Chỉ có anh em mới được là mình không có được. Nè. Kẹo dẻo gấu đỏ nè. Ây da. Riddle. Là không biết bị gì luôn á. Tự nhiên cứ chớp chớp vậy đó. Cứ tưởng là mất máu nhưng mà không phải mất máu anh em cũng biết là gì nữa đó. Tôi ăn được hai cục rồi đó. Đình đến này anh em à đó. Ông ăn trúng cái con kẹo Shriek rồi đó, đó, nhìn ổng nè à. À, lát hồi nó táp cho coi nè đó. Biết ngay vậy là của ai nấy bị anh em không có ảnh hưởng tới đồng đội. Sao tự nhiên chạy nhanh vậy à? Tôi đang được búp tốc độ anh em. Kẹo màu vàng. À, được tăng giáp anh em. Cop drop. Tăng thêm chắc là giáp á. Nó có cái màu vàng vàng với thanh máu của tôi nè. Nhiều hiệu ứng lạ quá. Trời đất ơi, tôi hiểu rồi. Cái này không phải giáp anh em mà nó giới hạn cái lượng máu tối đa của mình. Đấy, nãy tôi ăn cái băng keo hồi máu xong nó chỉ hầu được tới đó thôi. Á, ô gì đâu. Ủa, kẹo này kẹo gì quên nữa rồi. Duplication là gì? Là kẹo gì hiện đúp hay sao? Hơi sợ nha. Trời, có bánh cookie. Chờ xíu đi qua kia ăn thấy đường anh em. Đây, ăn thử bánh cookie. You finally turn green. À, tôi biết là màu xanh rồi. Vậy là vậy thôi à. Cũng may là hiệu ứng màu xanh rồi đó. 49 là anh em mua xanh lè xanh lét. Lấy cái đồng hồ. Ngài. Ý, có thêm kẹo nữa nè. Này kẹo gì vậy? Mau ăn thử xem. Dạ trời Khen đai. Là một phát đai luôn. Cái gì? Anh em ăn kẹo gì? Run for mid là kẹo gì vậy anh em? Sao có con trap ở đây này? Chạy lẹ đi. Đâu có chìa khóa đâu mà đi. Trời anh em ơi. Anh em ăn kẹo gì ghê vậy? Đi hết luôn. Frankenstein coi ổng được gì trời đất ơi. Ổng Frankenstein ổng có đồ mà ổng thèm lấy nó kìa.
Chủ anh em ăn kẹo lúc mình nè. Ủa sao lúc nãy là mấy cái thực thể là của ai nấy hưởng mà sao bây giờ bị ảnh hưởng chung vậy anh em? Ê, kẹo ngôi sao anh em. Đừng có nổ nha. Trời ơi. Volatile Starlight à, cái phần thưởng trong The Room anh em, cái chai thuốc ấy. Nhưng mà đừng có một xíu à. Hiệu ứng này rất là ngắn luôn. Nè nè nè, kẹo này là kẹo nôn nè, nè nè, để tôi thử cho anh em nè. Nosher nè, nè. Đó. À, quên quên, kẹo này là kẹo say xỉn anh em. Say xỉn. Đi kiểu này. Cái này chạy với sức mới vui. Hát candy là kẹo gì vậy ta? Nó giảm tốc chạy của mình nè. Ok. Nãy chạy nhanh giờ chạy chậm như rùa luôn. May quá có vitamin, có vitamin. Tasty candy, kẹo ngon nè. Tăng thêm tiền, tăng thêm tiền. Hạt candy này thôi bỏ đi. Kẹo là nguy hiểm quá. Ăn vô chạy chậm ghi à. Này kẹo gì vậy? Ờ, như kẹo này gần như cô không vui vô lắm mà tôi quên rồi. Ăn thử xem. Vô finally turning. Nè nè, candy nè, bỏ nè. Chỉ là phát sáng màu xanh mà thôi. Mặc dù nó hiện màu xanh nhưng mà nó sáng hơn bình thường anh em. Này kẹo gì đấy? Rock candy. Trời ơi. Ê, ăn vô là tôi bị đông cứng anh em. Kẹo này kẹo nôn mà đúng không? Rè guriche. Ủa sao nhiên ăn ra thêm cái kẹo rock candy này, thôi bỏ đi. Nhiều kẹo quá không nhớ nổi luôn. Vô chơi fix giờ xem. Sao nó xanh lè này. Phía gỡ cũng xanh xanh, nhìn mắc cười quá. Ôi, đặt cái đồng hồ đây thì tôi dụ nó. Hình như nghe anh em nói là nó hết bất rồi phải không? Nó không có bị lắc ngay đó, đó tôi dụ nó. Để cho nó chạy ra xem nó có lắc không. Đạp hối nha. Ủa vẫn lắc mà anh em nè. Nó vẫn bị dướng mà. Ôi, dướng có tí xíu rồi. Ok, tức là cũng có dướng đó. Nhưng mà không đáng kể. 7, 1, 2, 2, 5. Nói thiệt với anh em, chơi fix gỡ tôi cũng dám ăn kẹo gì luôn. Sợ nó vả một phát nó tiêu đời. Nhồi đi thôi. À, cái kẹo hồ sọc sọc. Horrible aftertaste. Rồi, lại bị mất máu nữa đó. Vừa đi vừa mất máu kìa. Ăn cái kẹo này xong mất máu ghê quá nè. Rồi tới phòng này. Quá trời kẹo luôn. Này gì ta? Good candy. Ăn liền. Cái good này, taste này là anh em ăn cho tôi á. Còn mấy kẹo kia hên xui lắm. Hả, thêm kẹo nè. Ôi kẹo này không ăn ha, không ăn. Như kẹo này chịu hồi cái khác hay sao? Cho mình khác. À, cái kẹo đó mình sẽ đổi nó một cái kẹo khác. Đây này. Good candy ăn liền. Cái kẹo Gerutite. Trời ơi, khó đọc quá. Là mình sẽ đổi bằng cái kẹo khác anh em. Decent candy cũng là kẹo ngon. Ui ui. Ăn đi sen candy là ra con hôn à. Vậy là ngon dữ chưa? Anh em là ổng nóc cái vitamin ổng chạy trước anh em ơi. May quá. Thiệt chứ gặp con hôm mà cái nền nó cứ xanh lá nhìn nó gươi gươi. Nãy giờ tôi không hết được cái màn hình này. Ê nhìn con ai mắc cười vậy. Giống như cái đèn này ông vậy. Kẹo gì đen lùi anh em mới gươi quá. Có đón ăn không? Thôi ăn thử đi. In the middle. À lại mất nửa cây máu đó. Rất hay. Qua luôn. Anh em kêu qua không? Rồi sao không thấy ổng đâu vậy? Anh em ơi. Rồi anh em đi rồi à? Còn có mình tôi à? À đây đây ổng đây này. Ổng đi trước mình luôn. Con ai đây dễ thương lắm anh em. Ê da. Ờ đâu không dễ thương tí nào. Not crazy. Là gì ta? Ủa candy nó kìa, không ăn đâu.
Đẹp quá, tự nhiên cái gì nó cũng màu xanh lá nhưng mắc cười ghê. Đó, nhìn cảnh quan rất là sặc sỡ luôn. Đi tham quan tí anh em. Ý, trong tay tôi không có một cái đèn nào khác luôn anh em. Giờ mình chỉ dựa vào cái ánh sáng từ sấm sét với cái ánh sáng màu xanh này cũng khá là hữu dụng á. Ấy da, rồi xong tôi rồi, xong tôi rồi. Tôi được cái huy hiệu Sugar Rush là ăn được 100 cái kẹo. Hay ok, hình như đây nó có shop anh em. Kiểm tra shop xem được cái gì không. Nãy giờ lựa thì tôi thấy có cái túi của con siết là nó dễ thương nhất thôi đó. Còn mấy kia nó rườm rà quá à. Tôi mua thử này nha. Mua đeo vô cho nó đẹp anh em à, có cảm giác mình chơi đua. Đã xong. Đã xong. Ồ, mua đồ ở đây được 200 nốt và thêm một lượng hồi sinh. Nè, tôi mới sắm thêm cái túi nè à. Ok, bây giờ tôi sẽ chơi thử cái trick or treat này ở trong hầm mỏ xem như thế nào nhé anh em. À, kẹo màu đen nè. Ây da. À, cái kẹo màu đen Riddle này là nó tăng tốc chạy cho mình. Ice Spy. Nhiều tên kẹo lạ quá. Ice Spy. Horrible after taste. Tôi thấy mất máu rồi, tôi quên mất. Cái kẹo này, cái tên nó là sau khi ăn sẽ cảm thấy tồi tệ, là mất máu liên tục luôn. Quá trời kẹo luôn. Tăng tốc chạy lên. Hả, nó tăng thêm nữa anh em, nghĩa tốc độ tôi chạy nhanh hơn nữa nè. Nếu như anh em ăn hai cái riddle cũng khá hay. Đó. Ôi, tự nhiên tăng tốc chạy nè, khiếp không. Ăn hai cái là nhân hai luôn. Kẹo gì xanh lè luôn nè. I can't stop. Trời ơi, cái kẹo gì tức là để tăng tốc cho một cái giai đoạn ngắn thôi. Rồi rồi, hết máu hết máu hết máu hết máu hết máu. Mày quá à, bây giờ mới thấy một phía gỡ đứng trên đây nó nhảy xuống thiệt luôn á. Chờ bao lâu mới thấy đứng trên cái ống nước nó nhảy xuống là anh em. Ồ, kẹo này ghê á nha. Kendai nó tủ mà ăn đâu tôi nhớ lắm. Nè nè, kẹo đen đen là tăng tốc chạy nó này. Riddle này đó, đi còn nhanh hơn mãi nữa anh em. Kiểu này mà tôi được tới màn Rumble Rumble tuổi gì luôn. Cookie thôi, không ăn đâu. Thôi mà cứ ăn thử anh em tò mò. Rocketty thôi xong rồi, mất hiệu ứng. À chưa 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 chưa. Nó chỉ bị lúc đó thôi chứ không có mất hiệu ứng anh em. Giờ chạy hơi bị nhanh luôn anh em, ăn ba cục Riddle rồi. Figure tuổi. Thôi những địa an toàn anh em. Chết rồi, tôi không ngồi được. À, ngồi được không? Bây giờ bấm ngồi cái là đứa tự đứng dậy luôn. Anh em phải giữ á, anh em phải giữ ngồi mà còn đi như thế này này. Ghê chưa, chấp cho nó đi luôn đó, chạy kiểu vậy đó. 29. Cái này đi khác thì speed run đó anh em. Nãy giờ chạy như bay đã luôn. 30 30. Ủa con hôn à. Đi nhanh thế này gặp hôn chết luôn đấy. Từ từ từ. Không, tôi lùi được, tôi lùi được. Tại tôi đi nhanh quá tôi lùi được. Lùi đằng sau được anh em. Cứ từ từ đi thôi. Đó. Lùi trước. Đi nhanh là một lợi thế. Phóng lẹ, phóng lẹ, phóng lẹ. Nhanh luôn quá luôn. Ừ. Ngon. 40, chạy xích. Mà chạy nhanh quá cũng không tốt anh em. Leo lên xe hàng đá cũng đâu cần chạy nhanh làm gì. Đúng không ạ? À? Trời ơi, bay kìa. Bay ghê quá. Cái này chỉ có lợi trong màn 195 anh em. Đúng rồi, trời ơi. Đi trước cái cậu chưa kịp sụp nó nguy hiểm quá. Mày này chơi nhanh là không ổn rồi. Rồi tiếp tiếp tiếp. Nè nè, sụp đi. 45. Ý, quên mất phải đè.
bấm một lần nó không ngồi xuống anh em phải đè. Đây là nhược điểm của cái kẹo Riddle anh em, phải đè nút C nhá, giữ luôn, vừa quẹo vừa phải ngồi xuống á, chơi khó đấy. Trời ơi sống quẹo cự nhiên cứ bấm nút C ngồi xuống ha. Hình như nãy nó cho tôi hồi sinh mà, tôi hồi sinh thử xem, chắc là mất hết hiệu ứng rồi đúng không? Đồ rớt đằng kia rồi. Ủa sao cái cách mà mình ôm cái xe là nó hơi khác ha. À, lần này tôi có thể quay ngược lại, tôi dòm nó luôn à. Vậy là nó có chỉnh sửa cái cảnh quay của nó tí xíu anh em. Mất hết hiệu ứng rồi. Giờ có kẹo gì là ăn hết. Gai đình à, ăn kẹo gai đình thấy được 3 con rồi này. Quá trời quá đất luôn. Anh em nào nói 5 con. Ấy chùi, 5 con thật, 5 con thật anh em. 1, 2, 3, 4 nó bò lớm ngỡm này. Thấy được cái cột luôn. Hai cột này, tuyệt vời. Còn gì bằng. Vậy là cái hiệu ứng của cái kẹo này nó vẫn giữ quá không rồi. Tiếp nào. Được đấy. Không thấy đường mà thấy được nó là quá ngon, khác gì hắc đâu. Rồi bên trái 191. Nó có cho mình thấy được cái cột không anh em? Nói chung là chỉ thấy được robot thôi à. Là con này đang trước mặt tôi đúng không? Nhìn hơi ảo á. Cũng cố gắng dòm lắm rồi đó. Rồi ở đây không sao, đi lên rồi á. Sao tụi đây leo luôn được hay vậy? Thua, tôi không thấy được, bây giờ tôi chỉ nhìn camera hack thôi nhá. Mình hack được cam rồi. Rồi không thấy con nào mình đi gì à. Úi ui, tác dụng kẹo mất rồi, tác dụng của kẹo chỉ có vậy thôi. Mất rồi nè. Đây nè, thêm cục đó nè. Cái gì? Tax deduction, giờ này còn khấu trừ thuế là cái gì? Đâu cần đâu. À, anh Guiding Light nó hiện ngẫu nhiên ngay cái chỗ mấy ngã rẽ cho mình đi thôi anh em. Cũng được. Rồi về mở cột cuối cùng anh em, mặc dù không có đèn vẫn rất là cố gắng đi thử anh em. Ờ, tại vì nhờ có Guiding Light. Kẹo gì đây? Ui, kẹo shit rồi. Xong tụi rồi, giờ này shit mày. Tới luôn đi em. Hai con rồi đó. Nữa không? Ba em. Bốn em. Chuối, chuối lẻ, chuối lẻ, chuối lẻ. May quá. Năm tám hai à, là 704. Ôi tụi 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 shit à. Ý cục kẹo nè. Kẹo gì á? Trời ơi giờ này cục bad apple tay sao chịu nổi không? Được mất mát miễn phí luôn. Rồi anh em, gì á, gì á, gì á. Vậy là tôi gán qua được mang nó vui, mà trong tay nó không có đèn luôn á, nhờ Guiding Light anh em. May có Guiding Light. Mặc dù lúc nãy là mình hắt được luôn, hắt map luôn. Ủa khoan nha, cái này không biết phải do là lúc nãy mình ăn kẹo nó hắt map hay là bây giờ nó cập nhật mới cho Guiding Light mình này, để cho dễ nhìn anh em. Tôi nghĩ là nó cập nhật thêm ấy. Nó cho thêm cái chỗ sáng ngay chỗ đó, ngay cái cửa với ngay trong cái hang động. Ủa quỷ ai đâu vậy?
kẹo chỉ có tác dụng trong một thời gian thôi, nhưng mà cái kẹo tăng tốc chạy Riddle nãy khá là ngon. Đi tiếp thôi anh em, đi kiếm kẹo khác ăn. Kẹo gì nè? Money Walk cũng được. Garden nè. Chỗ Garden nãy không hiện nó luôn đi. Hay là mai mốt mình nhặt được kẹo này mình để dành mình chơi với màn Rumble anh em. À, ngon lành. Trời ơi, ăn chúng kẹo Chinky nó mờ căm luôn em. Rồi khi nào mới hết? Kẹo hồng rồi, No Hiding mất máu. Không thấy đường mà còn mất máu nữa, cũng như là có bao nhiêu cái gì tệ hại nhất là nó ập vô mình luôn. Not play gì không chơi nha anh em ơi, giờ nó vẫn mờ vô luôn rồi. Ui ghét gồ, mờ quá không thấy gì hết. Rồi xong đi rồi đó anh em, chính thức đi rồi đó. Rồi ok, hôm nay mình cũng đã đi vào vì ăn được khoảng 140 cục kẹo rồi anh em. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi, chúc anh em có ngày tốt lành. See you.